không quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ thông qua các sàn thương mại điện tử. Đây là ý kiến mà nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra tại phiên thảo luận về dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi sáng nay. Theo đó, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh mỗi ngày có khoảng 800 tỷ đồng giá trị hàng hóa giá trị nhỏ nhập khẩu vào Việt Nam và dự kiến con số này sẽ còn tăng lên trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử với những sàn mới vào Việt Nam như Temu, Shein si do dạ đó nếu miễn thuế thì ngân sách sẽ thất thu rất lớn chưa kể tình trạng xé nhỏ giá trị đơn hàng để tránh thuế điều này còn ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà sản xuất và ngành bán lẻ trong nước về quy định nhà quản lý sàn giao dịch điện tử và nhà quản lý nền tảng số thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho các hộ cá nhân kinh doanh thương mại điện tử. Có ý kiến cho rằng nên cân nhắc kỹ bởi quy định này sẽ đặt thêm gánh nặng cho các sàn giao dịch điện tử, ảnh hưởng đến sự phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam. Đặc biệt, theo các đại biểu, nhiều nước trên thế giới, các sàn thương mại điện tử có thể sử dụng hệ thống điện tử chung để báo cáo nộp thuế giá trị gia tăng cho tất cả các giao dịch trên một cổng duy nhất tuy nhiên để đảm bảo tính khả thi cần có những quy định cụ thể trong luật này và luật quản lý thuế về lộ trình triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp trong việc kết nối hoàn thiện các hệ thống thông tin hỗ trợ các sàn thương mại điện tử thực hiện trách nhiệm của mình